Khi Thái tử Tất Đạt Đa phát đại nguyện dưới cội Bồ Đề, dù huyết máu khô cạn, dù chỉ còn gân xương da, ta quyết không rời khỏi nệm cỏ này nếu ta chưa đắc thành quả Phật. Ngay sau đó, Ma Bà Tuần đã huy động thiên binh thiên tướng, vũ khí hình thù quái dị để tấn công Thái tử. Thế nhưng với sự kiên định vững vàng và năng lực của 30 pháp hành Ba La Mật, Thái tử Tất Đạt Đa đã chiến thắng cả nội ma và ngoại ma, đứng trên đỉnh đầu sinh tử để ca khúc khải hoàn, hiệu là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trích lời cô Phạm Thị Yến, pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán trong video Vì sao Ma Ba Tuần đến phá Phật trong đêm Phật thành đạo? Kính thưa quý đạo hữu, Tâm Chiếu Hoàn Quán vẫn thường nói, thầy giáo dạy mình là Đức Phật, còn Ma Vương là ban giám khảo. Trong đêm Đức Phật thành đạo, Ma Vương đến kiểm tra Thái tử Tất Đạt Đa lần cuối. Thái tử vượt qua được đề bài của Ma Vương và Ngài chứng được đạo quả, trở thành vị Phật toàn giác. Cho nên, đối với Tâm Chiếu Hoàn Quán, Ma Vương đối với người tu rất quý. Vì nếu không có giám khảo, chúng ta không có cuộc thi. Nếu không có cuộc thi, chúng ta không thể thành tựu được. Vì vậy, Ma Vương quả thật là ban giám khảo. Còn việc của chúng ta là phải vượt qua những tham đắm trong tâm. Nhưng duyên của Đức Phật và chúng ta hoàn toàn khác nhau. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn là Thái tử đã có những băn khoăn chăn trở. Tại sao ta sinh ra? Tại sao ta phải già? Tại sao ta phải bệnh? Tại sao ta phải chết? Chết rồi đi về đâu? Tại sao chúng sinh phải khổ? Muốn thoát khổ phải làm cách nào? Khi Ngài nghe nói rằng đi tu sẽ biết được, Ngài đã bỏ thành đi xuất gia. Ngài tìm hết các vị thầy dạy đạo cho mình, nhưng Ngài đều tu hết những điều mà họ thành công, không còn tìm thấy một người thầy nào để dạy cho mình nữa. Vì thế, sau 6 năm khổ hạnh rừng già, Ngài quyết định ngồi thiền định dưới cội Bồ Đề. Còn đối với một chúng sinh phàm tục như chúng ta, chưa có một sự giác ngộ từ kiếp nào, để có được những suy nghĩ như Thái tử Tất Đạt Đa đã là khó, mà để có được suy nghĩ thiền định là một duyên cực kỳ khó. Khi Ma Ba Tuần đến và hiện ra các cảnh ngũ dục với mong muốn, Thái tử Tất Đạt Đa khởi lên niệm ham muốn, ưa thích, để Ngài không thành tựu được quả vị Phật. Nhưng Ngài không bị dính mắc một chút nào. Ngài không phải chiến đấu với tâm ham muốn, mà khi đó Ngài chỉ tuyên bố, cái này ta đã từ bỏ rồi. Để có được giây phút thành tựu cuối cùng trong đêm thứ 49, Ngài đã tu tất cả các công đức và từ bỏ trước hết rồi. Vì vậy, khi Ma Ba Tuần đến kiểm tra lần cuối, Ngài tuyên bố rằng, ta không còn một chút dính mắc trong ngũ dục, không còn một chút vô minh. Và từ giây phút đó đến giây phút chứng đạo, Ngài tuyên bố chân lý, ái là khổ, tham tài là khổ, tham sắc là khổ, tham danh là khổ. Sự tuyên bố chứng đạo của Ngài chỉ trong sát na. Cho nên, đối với Tâm Chiếu Hoàn Quán, Ma Vương là một ban giám khảo rất khủng để ấn chứng rằng Đức Phật đã thành đạo và ấn chứng cho đệ tử Phật rằng nếu vượt thoát được sẽ thành tựu quả giải thoát.